Rồi, chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mẹ mình Tập Lục. Các bạn thấy đẹp không? Hai chiếc nón bảo hiểm nửa đầu các bạn. Và một cái chiếc nón bảo hiểm tai thỏ nha các bạn. Đây, ở trên đây là cái lỗ thông gió đó các bạn. Khi mà đội lên đầu mình chạy á, gió nó sẽ theo những cái lỗ nhỏ này nó chạy vô trong nè các bạn. Nó làm cái đầu của chúng ta có gió mát, nó thoáng khí là một. Cái thứ hai cũng có thể là cái chỗ để cho thoát cái khí nóng từ trong đầu mình thoát ra đó các bạn. Đó, để cho nó đỡ bị hầm đầu. Cái này khách đưa đến cho mình giặt nón bảo hiểm nè các bạn. Đây, chiếc nón bảo hiểm này bự lắm. Chiếc nón bảo hiểm này giá phải 2-3 triệu đồng. Đó. Đây, mở nắp này lên. Đây, đó, các bạn thấy không? Đây có một cái kính mát nữa nè. Nè, các bạn thấy không? Một cái kính mát ở bên trong. Dỡ kính mát này lên. Xong tới cái lớp nón ở bên trong. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Tức là cái tai thỏ nè, này ở bên trong nè, mình giặt sạch sẽ đó các bạn. Cái này cái kính mát nè, thí dụ thích kéo cái màn ngoài thì kéo, còn không các bạn kéo kính mát này xuống, đúng không? Một lớp, đây là cái lớp thứ hai. Rồi sau đó mình gài cái này lại, gài cái nút này lại đó, thấy không? Là xong rồi. Đó là nón bảo hiểm, giặt nón bảo hiểm nửa đầu nè các bạn. Nó sạch sẽ luôn ha. Ở bên đây cũng vậy, mình gỡ lên cho các bạn xem. Nước còn chảy ròng ròng luôn nè các bạn, thấy không? Tí xíu là mình sẽ làm cho nó khô nước. Thôi, các bạn có nhu cầu gì về giặt nón bảo hiểm ha, đem đến tiệm Ủi Bá Hỷ nha, 248 Phạm Ngũ Lão, phường 7 Gò Vấp ha. Đối diện cửa ra siêu thị Bixi, bữa nay là Thiêu Xì Gô nha các bạn. 15.000 đồng cái này nè các bạn. Cái này là 25 hoặc là 30 tùy theo lớn nhỏ các bạn ha. Rồi, cái này là 15.000 đồng. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại.